Lincoln RC test flycam ANO SE của anh Xuân Phương. Thì cái máy của anh thì anh báo là có bị cháy, thì đây em kiểm tra cháy SC anh nhé. Ngày mai em thay cho anh một con SC khác. Ở đây thì ngoài thay SC thì máy của anh bị thủng ở trong này, thủng một lỗ ở trên cái vỏ. Cái này thì em không có vỏ thay nên chỉ thay SC cho anh thôi. Còn về viên pin ấy, khi mà SC cháy nó bị ảnh hưởng đến mạch bên trong này, nên là viên pin nó không thể tắt bật được, và mặc định cắm vào nó sẽ luôn bật. Còn nếu muốn khắc phục là anh chỉ mua viên mới thôi, chứ viên cũ anh thì không khắc phục được. Đây, thì cắm vào thì máy tự lên luôn. Ở đây bên em sẽ tiến hành bay test cho anh các chức năng cơ bản của máy. Sau khi sửa xong máy anh các chức năng thì hoạt động bình thường, nên gimbal ba trục hoạt động bình thường hết. Chuyển về đây nhé. Chuyển về. Bây giờ sẽ bay lên này kiểm tra chức năng bay của mình. Máy bay lên bình thường nhé. Mình làm chuyển về. Em đã cho bay máy bay xa. Rồi, hiện tại máy bay xa tầm 100m rồi. Em đã tiến hành cho return về. Hiện tại máy đang lấy độ cao của return. Độ cao ở đây The power is saturated. Altitude may be reduced to maintain a return speed during the return. The power is saturated. Altitude may be reduced to maintain a return speed during the return. The power is saturated. Altitude may be reduced to maintain a return speed during the return. The power is saturated. Altitude may be reduced. Hồi nãy báo là cái pin của mình đang có vấn đề rồi. Này anh muốn khắc phục thì anh liên hệ em mua pin mới nhé. Rồi, các chức năng bay của máy này vẫn bay bình thường, với viên pin này nó cảnh báo đấy thôi, nó cũng không có vấn đề quá nhiều đâu. Nếu anh bay thời gian dài sẽ có một vài ảnh hưởng nhỏ.